dạng từ ấy cho em. Mọi người có thể mở ra coi lại trước hay những cái câu mà mình làm sai á. À, Nguyễn Anh ơi, Nguyễn Anh xem màn hình được rồi đó, cho mới để hốt xuống. Rồi, mọi người đổi tên nha. Rồi hôm nay mình tắt cam cũng được nha, nhưng mà mọi người nhớ chat tương tác với tớ là được, đừng để tớ cô đơn một mình. Nghe chăng nha. Rồi mọi người mở mở cam, mở mic âm và mở cam và đổi tên nha mọi người, để mình dễ điểm nhanh nha. Lát nữa chừng 40 phút đó, mình sẽ bị out ra ngoài á. Chắc là tầm 8 giờ, nên là có gì lúc đó chị gửi link cho mọi người vô lại nhé. Rồi hôm nay các bạn, nhưng mà các bạn bật cam để mình điểm danh một chút nha, khoảng điểm danh tầm 5 phút thôi, xong có thể mình tắt cũng được. Nhiều khi bật cam á, máy nó nóng á. Rồi thì mình sẽ chữa những cái câu mà mọi người thắc mắc hoặc là mọi người sai thôi, còn những cái câu mà nó dễ mà mọi người đúng rồi thì mình bỏ qua nha. Rồi thì cái tôi thấy là cái exercise, cái bài tập số 2 á thì mọi người đúng rất là nhiều, nhưng mà cái bài số 1 á thì không hiểu sao mọi người lại thắc mắc nhiều cái bài số 1 như thế. Thì giờ mình sẽ chữa những cái câu của bài số 1 trước. Câu đầu tiên mình cần chữa đó là câu số 3. Câu số 3 này, do you gì đó to increase employee benefits during the next open enrollment. Rồi, mọi người chat cho mình đáp án câu số 3 nha. Rồi mình sẽ bắt đầu với câu số 3 trước nhé. Nhận nhận được đáp án câu số 3. À, mới có 8 bạn thôi, còn ai muốn chat nữa không nè? Bên mình tới 16, 17 bạn gì nữa đúng không? Rồi nếu mà mình trùng đáp án với bạn thì mình nhấn chat lên nha. Để có gì để mình biết là mình vẫn còn đang tham gia lớp á. Rồi ba câu 3A đáp án đúng rồi ha. Ủa sao lần này mọi người chọn đúng mà sao mọi người thắc mắc cái câu này ta? Intend ở đây là động từ, nó mang cái ý là ý định ha mọi người, hay là mục đích. À đúng rồi, nó là một động từ tức là có ý định, còn intention sẽ là danh từ, là ý định hay là mục đích. Còn intend đáp án A thì nó là, ủa sao cái này nó không có. Đây mình có intent, nó là động từ ha, tức là có ý định. Đây là có ý định tăng cái lợi ích của người công nhân. Rồi đấy là câu số 3. Câu tiếp theo là câu số 8. Câu 8 này, we would like to
chấm chấm that these bonuses are a one time only things. Rồi, tớ thấy câu này dễ mà ta. Không hiểu sao. Rồi, câu 8 là mọi người. Rồi nếu những bạn không bật cam ấy, mình cố gắng tương tác chat những cái đáp án lên nha. Cái này giúp mình ôn tập lại thôi mà. Rồi câu 8. Đáp án A, emphasize, nhấn mạnh nha, emphasize. We'd like to emphasize. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là những cái phần thưởng này chỉ là it's one time only thing, tức là chỉ được nhận một lần thôi á. Rồi, đấy là câu số 8. Câu tiếp theo mà mọi người sai nhiều đó là câu số 9. Đây, câu này. Câu 9. Chắc mọi người tôi thấy là nhầm lẫn khá là nhiều ở câu 9 đấy. Rồi, cho tôi xin đáp án câu 9 nhé. Rồi đây mình đây câu 9 đúng đúng là cái câu mà mọi người nhầm lẫn khá là nhiều, em có đáp án A và đáp án B đúng không? Tôi thấy nãy có ai đáp án A rồi, có đáp án B nữa. Rồi câu số 9 đáp án của mình là đáp án B nha mọi người, volunteer. Tình nguyện, cái này thì mới là động từ nha. Mọi người để ý này, cái voluntarily á, nó là trạng từ đúng không? Nó là đuôi ly đúng không? Nhưng mà khi mà mọi người bỏ đuôi ly ra, trạng từ ấy mà bỏ đuôi ly ra thì có vẻ thành tính từ không? Thì nó là voluntary. Đó, đây thì là đáp án A thì nó là tính từ. Đó, thì mình không 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 chọn được cái ở cái ô trống này mình phải chọn động từ cơ. Mình nó đang thiếu động từ mà, còn đáp án A là tính từ rồi. Nên là bạn nào chọn đáp án A thì mình cân nhắc lại cái từ loại của nó nhé. Đó là câu 9, câu tiếp theo là câu 11. The maintenance team repair request should be chấm chấm in group according to the urgency. Này mọi người để ý cái should be này chút nha, thì mọi người sẽ chọn được đáp án đúng thôi. Rồi, đáp án câu 11 nào. Nào câu 11 này dễ hơn mọi người. Câu này nó là kiểu bị động á. Should be bị động, nên được tổ chức lại, sắp xếp lại. Còn câu nào nữa ta? Câu 13. Rồi mọi người đọc câu 13 nha. The company plans on chấm chấm the sale people for. Rồi, câu này tớ cũng thấy là nhiều người nhầm ấy. 3D. Trời ơi, giọng ai mà giọng ai mà thì thầm của sân chứ người ta. Nhắc bàn, nhắc lộ liễu à. Rồi, mình có 13D đúng không? Nếu bạn nào nhắc bài lộ liễu quá. Reimbursing ở đây giống như là hoàn hoàn lại hay là trả lại. Mình có reimburse, mọi người bỏ in đi, rồi thêm e nhé, thì là reimburse, thì nó là hoàn lại và hay là trả lại. Thì công ty này đó đang lên kế hoạch là sẽ hoàn lại cho những cái người làm về sale ấy, một cái khoản expand khoản tiền gì đó ha, khi mà họ xuất hiện, khi mà họ tham dự cái cuộc hội thảo này, conference. Rồi, đấy là câu 13. Tiếp theo, cái câu người sai khá là nhiều đó chính là câu 14. Rồi, đúng cái câu này luôn. Câu 14 đi mọi người. Cho tớ xin đáp án câu 14. In an attempt, chấm chấm, sustainable energy city officials have had solar panel affixed to some building, public buildings. Câu này mình suy nghĩ một chút nha.
Rồi đáp án câu 14. Rồi, còn ai có đáp án câu 14 đáp án khác không mọi người? À, thì câu 14 đáp án đúng của mình là đáp án D nha. Thì mình có cấu trúc là unattempt to verb verb nguyên thể mọi người. Unattempt to verb là trong một cái nỗ lực để làm gì đó. Lực cái này để thay thế nguồn năng lượng ha, thì cái thành thì những cái trụ sở thành phố này á đã dùng những cái tấm năng lượng mặt trời ở trên những cái tòa nhà công cộng. Đó, là unattempt to verb, mà verb này là verb nguyên thể nha, thì mình nói là to generate. Generate là nó bằng cái từ create đó mọi người, tạo ra những cái năng lượng tái tạo. Đó là câu 14. Mình sẽ sang tiếp là câu 15. À, câu 15 này hình như có nhiều bạn. Ủa, câu 15. Giờ cho tớ xin đáp án câu 15 đi. Câu này. Rồi, câu 15 đáp án là A ha, tại vì á, ở trước nó có to mà, cho nên là động từ mình phải giữ nguyên thể nha, notify. Rồi, cái này là danh từ này, cái này là đuôi able, đuôi tính từ, notify, động từ nguyên thể ha. Tại vì mọi người để ý là khi mà có to á, đa số là nó sẽ chia động từ là nguyên thể nha. Câu 10 tiếp theo đó chính là câu 18. The home sale become chấm chấm when the official document is recorded at the office. Câu 18. Rồi, có câu 18 là D, đáp án D, final. Rồi, có bạn nào sai không ta? Không ai sai. Rồi, tiếp theo. Mọi người đọc cho mình luôn câu 19, 20 nhé. Để mình đi nhanh luôn. Làm luôn câu 19 và câu 20. Tớ xin hai đáp án luôn. Rồi mọi người cố gắng tương tác nha. Nếu mà mọi người thấy là tớ đi nhanh quá thì mọi người có thể chat lên cái phần nào mà mọi người chưa hiểu á. Rồi, 19C đúng không? 20 là A. Dễ mà mọi người nhìn mình có cái cấu trúc có từ one đó. Cái từ one này này là bao giờ mình cũng phải là one cộng với to verb. Đó thì là one to promote. Đó, có từ one này thì mình sẽ cộng với to verb nha. Nãy mình có là unattempt to verb thì bây giờ mình sẽ có là want to verb là muốn làm gì đó. In an attempt to verb thì là trong một cái nỗ lực để làm cái gì đó. Rồi, tôi thấy là không có bạn nào sai thì mình sẽ sang bài số 2 luôn nha. Bài số 2 thì ngay câu số 2 tôi đã thấy một người sai rồi. Câu 2. Câu 2 bài số 2 đây. Rồi cho tôi xin đáp án câu 2 luôn nha. Như cái bài 2 nó liên quan đến trạng từ nên mọi người có nghe ít sai hơn.
2C đúng không? Periodically. Đúng rồi. Mình có audited là động từ đúng không? Mình bổ nghĩa trong cái động từ thì mình có trạng từ rồi, duly khỏi cần không cần giải thích nhiều, cái duly là nó là trạng từ rồi. Rồi, đó là câu 2. Câu số 11 à, câu 9, câu 9. Câu 9, câu 9. CEO office is so chấm chấm decorated that I feel it embarrassing. Rồi mình chắc đáp án câu 9 lên nha. Rồi, cái phần này dễ em mọi người. Expensively nó bổ nghĩa cho decorate tức là cái trang trí một cách rất là kiểu sang chảnh, đắt tiền. Expensive là mắc tiền ha. Rồi, câu tiếp theo là câu số 11. Đây. The sprinkle for the lower irrigation system à chấm chấm control. Câu 11. Rồi, chính xác, câu 11 đáp án là A nha. Ừ, như cái bài bài số 2 này có phải là bài toàn về trạng từ đúng không ta? Sao mà các bạn chọn sai được ha? Bây giờ mình nhìn cái mình đưa ly là có nó nhìn nhận biết nó là trạng từ luôn đấy. Rồi câu tiếp theo là câu số 13. Câu 13. Đây. Thanks to his experience, Mr. Warren is chấm chấm capable of competing the job on his own. Câu 13. Rồi, câu 13 đáp án A là đáp chính xác nha. Capable là động từ. Vậy thì mình cần một cái trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Certainly là một cách chắc chắn. Rồi, câu cuối cùng mà mọi người cũng sai đó chính là câu 19. Three of new chemists who chấm chấm developed the material will be recognized by the CEO at Saturday ceremony. Câu 19, câu cuối cùng. Rồi, câu 19 là bán C nha, chính xác. Có develop là động từ đúng không? Vậy thì mình cần một cái trạng từ. Đó, nhìn là ra đuôi đi là cái trạng từ. Nói chung những cái trạng từ mọi người nhận ra rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Còn cái phần động từ bên trên ấy thì có vẻ là sai nhiều hơn. Cho nên là những cái từ nào mà mọi người không biết nghĩa hay là mọi người nó có những cái cấu trúc ấy, thì mọi người nên nốt vào lại cái vở của mình. Thì đó là xong cái phần homework. Mình đã chữa xong cái bài không có những câu mọi người sai nhiều. Bây giờ là mình sẽ giúp mọi người ôn lại những cái từ vựng mà mình đã học trong những cái buổi trước. Thì mình có tạo một cái trò chơi đó là Near Port. Thì đây, tôi sẽ gửi link cho mọi người ha. À, mọi người sẽ vào cái Near Port này để mình cùng chơi. Nó giống như là cái quizy thôi. Nhưng mà mình sẽ đa dạng nó hơn một xíu. Để tôi khoan, để tôi share cái màn hình đi. Trời. À, chưa thấy ai vô cả, không biết mọi người có vô được không? Hoặc là mọi người có thể vào cái vào cái link Nearport ấy, xong mọi người nhập cái code là WV QR WVQR6 đó, hoặc là ấn vào cái link lúc nãy mình gửi. Cái này là trò chơi với mọi người ôn từ vựng thôi, không có gì là căng thẳng đâu. Đấy, có một người rồi, mọi người vào có thể chọn nhân vật nè. Đó, xong rồi mình sẽ kiểu thi đua với nhau đúng không?
Đó, mình có thể đặt tên nha. Rồi, tớ thấy được bốn bạn. Không biết là còn bạn nào không? Lớp mình hôm nay đi học cũng nhiều lắm mà ta. Nhiều bạn thích chim cánh cụt ha, hay là mọi người không có biết đổi cái nhân vật này. Cái từ mới là ôn lại cho mình tất cả những cái từ mới mà mình đã học từ đầu cho tới bây giờ nha. Những cái từ nào mà tớ cảm thấy nó hay xuất hiện trong bài thi á, đó, thì sẽ giúp mọi người ôn tập. Đó, mà mình ôn tập không phải là chỉ kiểu cứ đọc xong rồi nhớ nghĩa đâu, như thế thì nó rất là chán, cho nên là mình phải tạo một cái trò chơi như thế này. Còn ai nữa mọi người? Có 12 người thôi hả? Có bạn nào gặp khó khăn gì khi mà mình vô cái game này không? Nếu mà bạn nào gặp khó khăn gì thì mình có thể nhập cái code này nha. À, mình vào cái nearport.com á, xong mình nhập cái code này là đó. Rồi tớ thấy hôm nay có 22 bạn mà. Ở trong đây chỉ có khoảng 14 bạn. Sao nó hết nhanh thế nhỉ? Mình chơi game lâu Chắc là nhanh thôi, mỗi mỗi câu chắc có khoảng 5 đến 10 giây thôi mà. Rồi, ok, hiện làm xong rồi. tại là có 14 bạn. Thôi mình bắt đầu luôn nha mọi người. Những bạn nào mà mình không có đăng và mình không có đăng nhập, chưa đăng nhập được á, thì mọi người cũng có thể nhìn trên cái màn hình tớ tớ share trên screen này này, rồi mọi người nốt lại cái đáp án để xem mình đúng được bao nhiêu câu nha. Rồi, tớ sẽ bắt đầu đây. Rồi. Rồi mình có câu đầu tiên. Không biết là ai đang dẫn đầu đây ha. Rồi, tôi thấy bạn Nhật đang dẫn đầu nha, nhưng mà mới chỉ câu đầu tiên thôi. Cái này mọi người kiểu phải nhanh tay ấy. Những từ nó rất là dễ thôi, không có gì khó khăn đâu, đều là những từ mình đã học rồi. Những từ mình học rồi mọi người cố gắng nha, mình đừng có sai. Dễ lắm ấy, chỉ những cái từ nào mà trong cái câu cụ thể thì mình phải suy nghĩ một tí thôi, chứ mấy cái từ này dễ. Đây, như cái này mình phải suy nghĩ một tí này. Trời ơi, sao tớ thấy sai một loạt vậy? Lên mọi người. Tớ là team 1 nên là team 1 cố lên. Team 2 cũng cố lên. Nhanh tay nhanh mắt nha mọi người, cái trò này nó là vậy á. Câu số 7 rồi, nhưng mà tớ thấy hình như các bạn sai ở một câu nào đấy đúng không? Sai nhiều câu nào đấy, thấy toàn 6 thôi à. Sorry mọi người nha, cái chữ tiếng Anh nó hơi bị lỗi một xíu. Đừng ai bắt bẻ lỗi chính tả nha.
Nãy giờ là Kiều rất là nhanh ha. Vừa mới nhìn thấy câu hỏi cái là chọn đáp án liền luôn. Đây là câu số 14 rồi nhưng mà thứ tự có vẻ là không thay đổi lắm. 1, 2, 3, Ân Kiều, Tiết Anh với Nhật giữ vững phong độ nha. Rồi mình còn có 3 câu nữa thôi nha. Yeah, vậy là chúng ta đã có kết quả của ngày hôm nay. Người nhớ từ vựng được nhiều nhất đó chính là Ân Kiều. Tiếp theo là Tuyết Anh. Rồi Mai Trâm có sự bứt phá ngoạn mục ha, lên vị trí số 3. Nhật thì hình như là bị hớ ở câu nào đấy đã xuống số 4 rồi. Và chúng ta đã có số 5 là Ngọc Trân. Rồi, những bạn bên dưới mình cố gắng làm học từ vựng chăm chỉ lên một chút nha. Những cái từ này đều rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Khi mà mọi người áp dụng một câu á thì mới khó, chứ nếu mà mình chỉ cần nhớ nghĩa không thôi thì nó rất là dễ. Thì tớ nghĩ là đến cái giờ mà mình phải out ra cái dung mới rồi đó. Hy vọng là mọi người đã thuộc hết những cái từ vựng của những cái bài ngày hôm nay. Rồi mình sẽ vào link mới nha. Mình vào link mới giúp chị nha, để link lại trên Zalo nha.